Các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là bà cụ già của các bạn đây. Nếu lần đầu tiên bạn đến xem kênh của mình thì bạn cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen với mình rồi thì chào các bạn lần nữa. Mình là Andy của Tarot Bánh Quy. Thì mình có hai kênh, một kênh là Tarot Bánh Quy thì nó liên quan đến phát triển bản thân, chữa lành, self-love cũng như là dự đoán tuần, dự đoán tháng. Còn đối với khu vườn nhỏ của Andy thì mình làm chủ yếu về chuyện tình cảm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề mà mình cũng mới làm thử lần đầu, đó là hai người có cùng suy nghĩ với nhau hay không. Thì đối với mình hai người ở đây là ai thì mình mặc định là nó liên quan đến chuyện tình cảm. Còn cái người này á, là crush, là người yêu hay là người bạn đang để ý thì ai cũng được hết. Thì ở đây mình sẽ đọc, mình sẽ có là tụ 1 nè, tụ 2 nè và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây ha. Chào các bạn chọn cộng số 1. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn ha. Thì để coi coi bạn và họ có cùng suy nghĩ với nhau không. Đầu tiên thì chúng ta có 4 gậy. Chúng ta có 1 gậy. Chúng ta có 8 tiền. Đối với 3 lá đầu lên mà hỏi là hai người có cùng suy nghĩ với nhau hay không, thì theo mình cảm thấy á, là có nhiều sở thích, có nhiều sở thích hoặc là có những cái mình cảm giác cái tính cách nó cũng na ná nhau chứ cũng không phải là khác nhau, nhưng mà mình nghĩ là một người thể hiện ra bên ngoài và một người là thể hiện vào bên trong. Một người á, thì mình cảm thấy là quan trọng là mình vui như thế nào, mình thích làm cái gì và mình tận hưởng cuộc sống ra sao. Còn một người thì mình cảm giác là muốn có một cái sự ổn định, muốn có một cái sự chắc chắn, và sau khi có được cái sự ổn định và chắc chắn đó rồi á thì bắt đầu mới vui sướng. Theo cái quan điểm của bài á, theo cái cách của bài lên á, thì mình thấy hai bạn là một người cũng có thể khác nhau về về con người luôn, một người hướng nội và một người hướng ngoại, hoặc là một người có thể không hẳn là hướng nội hoàn toàn nhưng mà mình cảm giác giống như là nó có một cái gì đó nó hơi chậm chắc mà nó kiểu từ từ, nhưng mà mình cảm giác chỉ có những người trong cuộc, bạn bè thân, người quen mới hiểu được cái tính cách con người của người này. Còn nếu mà một người lạ hoặc là một người không có quá thân thiết thì sẽ không có nắm hết được người này. Một bên thì mình cảm giác là người khá là hòa đồng, thân ái, nhiệt tình, cũng chung là dễ chơi, dễ gần. Nhưng mà cái điên của họ chỉ thể hiện ra khi mà họ ở trong một cái môi trường với bạn bè thân, người quen thôi. Nói chung mô tả thì nghe nó giống giống đó, nhưng mà mình vẫn thấy hai bạn là hai cái trường phái khác nhau về quan điểm. Mặc dù suy nghĩ của các bạn có thể là có những sự tương đồng nhất định, nói chung nói xong mình vẫn cảm giác là mâu thuẫn. Bốn gậy thì mình thấy là có sự giữa hai bạn, mình thấy có một cái sự chênh lệch một chút xíu về tuổi. Mình không biết về tuổi thật hay là tuổi tâm hồn của các bạn, nhưng mà mình thấy có một cái sự chênh lệch. Và trong cái sự chênh lệch này thì mình thấy cả hai đều là những người có cái tôi cao. Cả hai đều là những người mong muốn hoặc là mong chờ đối phương phải yêu thương, thể hiện, quan tâm, chăm sóc, hoặc là một người biết yêu thương, biết quan tâm, biết để tâm đến tâm tư tình cảm của người còn lại. Mình cảm giác ai cũng muốn làm trung tâm, chứ mình không nghĩ là một bên muốn trung tâm và một bên muốn chăm sóc. Tại vì mình thấy ai cũng cần được quan tâm, nhưng mà cái cách quan tâm thì mình vẫn thấy nó khác. Mình thấy một người là thích được hỏi han, thích được nhắn tin, thích được xuất hiện trên mặt trận, trên mọi mặt trận 24/24. Còn một người thì thích được ở cạnh, ở cùng, thích được thể hiện qua hành động. Tức nghĩa là bạn yêu họ thì bạn thể hiện qua hành động với họ, giống như là nựng, nhéo má, rồi vuốt ve, hay là ôm, hay là nói chung đại loại nó thể hiện qua hành động. Còn đối với người còn lại thì chỉ cần lời nói thôi, chỉ cần những cái hỏi thăm, nhắn tin, trò chuyện, tâm sự, kể lể là cũng đủ vui rồi. Bài lên thì cái màu mình thấy cũng tương đối, nó không có ngược nhau, nhưng mà mình cảm giác nó mang tính bổ trợ, giống như lửa với cái, dĩ nhiên mình biết là 8 tiền là thuộc nhóm đất, nhưng mà mình lại cảm giác cái màu đó là một cái khu rừng. Còn ở đây thì mình cảm giác như nguyên một đa con ngựa ở trong cái đám lửa, hoặc một con ngựa lửa đi, thì mình cảm giác khu rừng nó sẽ là cái nền tảng cho con ngựa. Thành ra mình cảm giác trong hai bạn sẽ có một người nhún nhường hơn người còn lại, hoặc là một người còn lại là đầm hơn người còn lại. Mình cũng cảm giác hai bạn giống như là bổ trợ, bởi vì mình cảm giác những con ngựa này nó cũng sống trong rừng,
Và khu rừng á, mà thiếu vắng đi những con ngựa thì nó cũng thiếu sinh khí, thành ra mình cảm giác hai bạn bù trừ cho nhau. Nhưng mà mình cảm giác cái phần mà bù trừ nhiều nhất ở đây đó là một gậy á, tức nghĩa là hai bạn đều cố gắng hòa hợp với nhau theo một cách nào đó, hoặc là cố gắng làm hài lòng nhau, hoặc là có những cái sự cố gắng nhất định nào đó cho đối phương, chứ mình cảm thấy hai bạn không có ích kỷ. Hoặc là thật ra hai bạn là người ích kỷ một chút xíu về cá nhân nha, hai bạn là người có cái máu gọi là hơi ghen một chút thôi, nhưng mà kiểu giống như là mang tính chiếm hữu á, nhưng mà hai bạn biết rằng đối phương là người muốn mình như thế này, hoặc là muốn là một người muốn có một cái sự tự do nhất định, tức nghĩa là mình cảm giác cả hai bạn đều là những người thích sự tự do. Thành ra khi mà có một gậy lên đó, thì mình cảm giác giống như là ừ, tôi hiểu nó là người như vậy nên nên tôi không có chấp với nó, tôi không có trách nó, và tôi cũng thấy là ừ, mình có những cái cần thay đổi và có những cái nó cần thay đổi, và mình thấy hai bên đều tự nguyện. Có ba lá dưới nó lên cái gì, ba lá dưới là bảy kiếm, là The Sun và Ace of Cup, một cốc. Bài cũng lớn cũng đẹp, nói chung bài đẹp. Ở dưới á, thì cái phần này mình nghĩ là cái phần khác nè, hoặc là cái phần mà tương á, suy nghĩ của các bạn nó sẽ khác nhau một chút. Mình cảm giác trong hai người á, có một người hơi đa nghi. Bảy kiếm, mình cảm giác người này hơi đa nghi, họ nghi kỵ rằng không biết liệu mối quan hệ giữa bạn và họ có thật sự hợp với nhau hay không. Bạn nghi rằng, hoặc là họ nghi rằng không biết liệu mối quan hệ này xuất phát từ tình cảm thật sự hay nó chỉ là một cái cảm xúc thoáng qua mà thôi. Có thể đây là một cái nỗi sợ, một cái mình không biết diễn tả làm sao, nhưng mà nó không phải là cái nỗi sợ bự, nó là một cái nỗi sợ thầm kín mà nó tồn tại từ rất lâu rồi, chứ không phải là mới bây giờ. Mà kiểu giống như là cứ mỗi lần yêu ai đó là cái người này thường có khuynh hướng sợ rằng câu chuyện tình cảm của mình nó sẽ đổ vỡ, hoặc là sẽ không có bền lâu, hoặc là đến một lúc nào đó mọi mọi chuyện nó sẽ không còn như trước nữa, họ sợ sự thay đổi. Cái người còn lại á, thì một cốc, tình cảm của họ luôn luôn đong đầy ở đó, nó luôn luôn là một cái đài phun nước, quan trọng là có nước để phun hay không thôi, chứ chứ cái đài thì lúc nào nó cũng là cái đài thôi. Nhưng mà mình cảm thấy một điều đó là cái đài phun nước ở bên đây á, cái người này là người cũng sống dựa trên quan điểm của người kia nhiều lắm nha. Tức nghĩa ví dụ như bạn yêu họ, bạn thể hiện ra, bạn quan tâm họ, bạn 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 mình không biết dùng từ sao, nhưng kiểu giống như là bao giờ tình cảm của người này còn dành cho người này và họ còn cảm nhận được, bao giờ họ còn thương bạn, còn thích bạn, còn quan tâm bạn, còn yêu chiều bạn, nói chung là họ còn cái cảm xúc cảm giác nào đó với bạn á, thì tình cảm của họ sẽ không bao giờ phai. Tức nghĩa là mình thấy một điều đó là nó đòi hỏi một cái tình cảm hai chiều. Đối với cái người bên đây này, nó đòi hỏi cái tình cảm hai chiều. Cái người này á, thì họ giống như mình nói, họ có một cái nỗi sợ về chuyện là chuyện tình cảm nó sẽ đi đâu, về đâu, ra sao, như thế nào, nhưng yêu thì họ vẫn yêu, chỉ là vấn đề họ không dám cá cược hết tình cảm của họ vào người này. The Sun ở chính giữa nó cho mình cái cảm giác đó là hai người này đang đi lại gần với nhau, chứ không phải là chỉ trích nhau. Mình chỉ cảm giác giống như là hai bạn luôn muốn đối phương có một cái chủ động về mình, chứ không phải lúc mình lúc nào cũng chủ động, giống như là gì giống như cái bài gì của Bích Phương gì 1 2 3 4 gì 1 2 3 4 5 hay 1 2 3 4 gì đó, có đánh mất gơ nhịp nào không á, thì kiểu giống như, nhưng mà thật ra kiểu giống như là tôi muốn bước một bước để cho những người khác bước lại nhiều bước hay cái gì á, kiểu giống như là đại loại là tôi giống như nếu bạn bước một bước thì bạn cũng kỳ vọng là người kia sẽ bước lại một bước với bạn, chứ bạn không muốn đó là ừ em cứ bước một bước đi rồi anh sẽ bước 3 4 5 bước còn lại. Tại vì mình thấy ở đây giống như là trong một trong hai người có một người, hoặc là đại loại là cả hai đều có cái suy nghĩ rằng nếu mà mình yêu nhiều quá, mình hy sinh nhiều quá, mình cho đi nhiều quá, thì liệu cái mối quan hệ này nó có còn một cái sự gọi là tương đồng nhất quán, có còn một cái gì đó nó mang tính gọi là cân bằng nữa hay không. Tại vì mình thấy cả hai người đều có những cái nỗi sợ gì đó liên quan đến chuyện là tôi cho quá nhiều, nhưng mà cái nỗi sợ này nghe nó giống nhưng mà nó lại khác. Một người là sợ cho quá nhiều bởi vì họ sợ yêu nhiều rồi lặm nhiều rồi đau nhiều, còn một cốc ở bên đây là cái người này họ sợ cho nhiều bởi vì họ cho càng nhiều, tức nghĩa là họ thể hiện cái tình cảm của họ càng nhiều và họ càng yêu bạn nhiều, và họ sợ cái đó trở thành nhược điểm của họ. Thành ra mình cảm giác suy nghĩ của hai bạn nó giống nhưng mà nó khác, nó giống cách, nó giống ở cái giống như là người ta gọi là giống nội dung nhưng khác hình thức á, giống như là đều là tờ 500 nhưng mà giống như 500 đồng ở Việt Nam mình là khác, nhưng mà 500 đô ở nước ngoài là khác nha. Dù mặc dù nó cũng là đồ đô hết rồi đó, nhưng mà của mình có thêm chữ N, chữ G với dấu quyền vô thì nó khác. Thì đó là cái mà mình thấy.
Rồi theo cái bài chiều dọc á thì mình cảm thấy là có một người rất là ham chơi, một người rất là ham chơi, một người rất là tính tình rất là thích bay nhảy, có nhiều mối, không biết có nhiều mối quan hệ hay không, nhưng mình thấy có nhiều người để ý, có nhiều người săm soi. Sự kết nối của người này với bên ngoài khá là rộng. Một người thì mình cảm giác là chỉ có một số hoặc là một vài kết nối nhất định, và họ chơi rất là thân, rất là bền, rất là chặt. Giữa hai bạn á, thì mình cảm giác một gãy với The Sun á, nó giống như một cái đường thẳng, và tình cảm của các bạn mình cảm giác nó có một cái gì đó liên quan đến cái duyên, nó có liên quan đến một cái gì đó mang tính ngẫu nhiên, nó có gì đó mang tính tương đồng. Mình cảm giác ấn tượng từ đầu tiên của bạn với người này là, hoặc là của bạn của họ với bạn á, là đã có cảm cảm tình hoặc là có một cái thiện cảm nào đó rồi. Mình cảm giác giống như là tình cảm này nó đến một cách tự nhiên, nó không có cưỡng cầu, nó không có một cái gì đó mang tính gọi là ép buộc. Mình thấy hai bạn để cho nhau có một cái khoảng không, và giống như chỉ tụ lại khi cần và sẽ tách nhau ra khi khi cảm thấy giống như là mình đã gọi là ăn đủ với nhau rồi á. Mình cảm giác là sẽ dành thời gian riêng cho cá nhân, tại vì mình thấy cả hai người đều là những người có kiểu giống như là mục đích, có mục tiêu sống, có những cái dự định và kế hoạch riêng. Thành ra mình cảm thấy cả hai bạn đều muốn dành thời gian cho bản thân, và dĩ nhiên người yêu vẫn còn nằm ở trong một cái chừng mực, nằm trong một cái khuôn nào đó, chứ không phải là bỏ quăng bỏ xó. Nhưng mà mình thấy cả hai đều muốn là người còn lại, dù có gọi là hiện diện hoặc là có đang gặp nhau hay không, thì đều nghĩ đến người còn lại. Tức nghĩa là cả hai đều muốn giống như là dù mình không có gặp nhau nhưng mà mình vẫn có thể nhớ về nhau, nghĩ về nhau. Không cần nhất thiết phải một tuần gặp nhau 6 ngày 7 ngày, mà có thể một tuần gặp nhau 1-2 ngày là đủ rồi. Tại vì mình thấy trong cái mối quan hệ này cả hai đều có một cái sự chững chạc hoặc là một cái sự độc lập riêng, và mình cảm giác không có muốn phụ thuộc vô người còn lại. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ 1 ha. Dạ, các bạn chọn tổ số 2 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn để coi suy nghĩ của hai bạn có giống nhau hay không ha, hoặc là hai người có cùng suy nghĩ với nhau hay không. Thì đầu tiên thì chúng ta có 8 cốc, chúng ta có 5 kiếm và chúng ta có 1 kiếm. Cái này thì nhìn vô là thấy khác rồi đó. Tại vì nói thẳng, nhóm cốc và nhóm kiếm nó không có giống nhau được. Tại vì nhóm cốc là liên quan đến cảm xúc, liên quan đến trực giác, còn trong khi nhóm kiếm thì lại là liên quan đến gọi là lý trí và logic. Thì hai cái đó không thể nào mà giống nhau được hết, nó không đâm nhau, chém nhau là may phước rồi. Với lại năm kiếm ở trong cái lá trong bộ này đó là sự nghi ngờ, sự ngờ vực và sự không chắc chắn, thành ra khả năng cao là suy nghĩ giữa bạn với họ không giống nhau. Về 8 cốc, mình cảm thấy cái người này á, trong họ nó có nhiều sự đắn đo, trong họ có nhiều cái suy nghĩ về mọi thứ xung quanh. Họ là một người nhạy cảm, trực giác của họ rất mạnh, và mình thấy họ luôn đoán trước được, hoặc là biết trước được, hoặc là ít nhất họ luôn có một cái cảm giác trước được là bạn với họ như thế nào với nhau. Trong cái suy nghĩ của người này á, họ luôn biết rằng bạn với họ là gì. Họ luôn, mình cảm giác người này có thể giống như là mình cảm thấy người này là một người họ khá là nhạy, họ có một cái sự, mình cảm giác người này né bạn hoặc là có vẻ không thích bạn. Nếu thật sự đây là một mối quan hệ tình cảm, mình không biết là hai bạn là một chiều hay hai chiều, tức nghĩa là đơn phương hay là đã là người yêu với nhau. Nhưng mà nếu mà cái này đơn phương thì không sao, hoặc là đang trong thời gian tìm hiểu thì không sao, nhưng mà nếu này là người yêu với nhau rồi thì bài này lên là hai bạn đang thật sự có nhiều một sự mâu thuẫn, và cái hai bạn không có tìm được tiếng nói chung. Thì cái người 8 cốc này á là cái người mà mình thấy suy nghĩ quá nhiều, và trong họ họ đang trong cái giai đoạn mình cảm giác giống như là một con rắn lột xác á. Mình cảm giác nó rất là vulnerable, kiểu giống như là không biết dùng từ sao, nhưng mà mỏng manh hả, dễ bể hả, hay là dễ tổn thương, đúng rồi đúng rồi, dễ tổn thương, dễ thương tổn, dễ bị nói chung là đồ lạt mỏng manh á. Thì mình cảm giác đó là người này họ đang tách bóc ra những cái lớp vảy của họ, và đó là những cái tổn thương, và những cái tổn thương này cái người bên đây có biết không, họ biết, nhưng cái người bên đây họ không biết làm sao để bóc phụ, tách phụ hoặc là để quan tâm. Mình cảm giác họ không nói được, họ không thể hiện ra được, hoặc là có vẻ như người này cũng không muốn người bên đây can thiệp vào cuộc sống cá nhân của họ. Mình cảm giác giống như là tôi muốn bỏ hết tất cả để tôi
chạy xuống hoặc là bơi xuống cái đáy của sông hồ biển gì đó. Còn cái một kiếm ở đây á, mình cảm giác giống như cái này, đúng rồi, cái trong hai cái này có một cái câu rất là hay ở bên mình, đó là chim trời cá bể, tức nghĩa là chim thì cứ bay trên trời còn cá thì cứ ở dưới cái bể. Thì mình cảm giác giống như là không, hai cái thế giới này nó không có giao nhau, nó chỉ giao nhau ở cái mặt hồ thôi, hoặc là giống như cái đường chân trời thôi. Nói thì nghe nó tưởng là nó giao nhau nhưng mà thật ra thì không có, trời vẫn là trời thôi, còn bể thì vẫn là bể thôi, biển thì vẫn là biển thôi, hai cái đó nó không có giao nhau. Và chúng ta tưởng nó giao nhau nhưng thực chất nó không giao nhau. Và cái một kiếm ở bên đây á, thì người này thì mình lại cảm thấy họ là một người khá là lý trí. Họ, mình cảm giác cái người này sống khá là mình không biết diễn tả làm sao nha, nhưng mà mình cảm giác họ bén, nhưng mà họ có một cái sự cố chấp, họ có một cái sự cứng đầu. Họ có thương bạn không mình thấy có, họ có quan tâm đến bạn không mình thấy có, nhưng mà họ, một là họ chọn không thể hiện ra, hai á là đối với họ việc thể hiện ra là không cần thiết, còn ba nữa đó là người này muốn bạn, hoặc là muốn, hoặc là cái người này muốn người còn lại á phải thể hiện rõ ràng hơn là người còn lại có yêu họ nhiều như cách họ yêu, họ yêu người này hay không. Tại vì sao? Tại vì người này họ sợ rằng trong cái câu chuyện tình cảm này chỉ có một chiều thôi. Họ sợ rằng á là nếu tôi yêu cái người này nhiều quá thì liệu rằng đến một ngày nào đó người này có cất bước ra đi nữa hay không. Họ không dám, có thể là trong cái trải bài này có những bạn là người yêu cũ với nhau, hoặc là có những bạn đã từng là người yêu của nhau. Thành ra mình thấy cái người này họ rất là sợ. Ngoài ra nữa, trong cái câu chuyện này có một số trường hợp có thể là có người thứ ba, hoặc là có một cái vấn đề thứ ba nào đó bên ngoài can thiệp vào. Cái người thứ ba thì mình không bàn, nhưng mà có cái bên thứ ba á, tức nghĩa là gia đình, tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội, những cái thứ khách quan ở bên ngoài, chẳng hạn như địa lý, khoảng cách, chênh lệch tuổi tác vân vân, nói chung là có một cái gì đó nó liên quan đến gọi là một cái định kiến, một cái gì đó mà quan điểm cá nhân dẫn đến cái việc là tôi không muốn đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ này, tôi sống bằng lý trí. Và mình thấy trong cái lá năm kiếm này đó là tôi chụp, cả hai bên đều biết là mỗi người đều có một cái con đường, và cái con đường này nó chỉ là một cái điểm giao nhau, và hai bạn gặp nhau ở những cái điểm giao nhau, và hai bạn cũng tự biết rằng sau khi đến cái điểm giao nhau đó hai bạn sẽ tách nhau ra, và hai bạn biết rằng mình sẽ tách nhau ra không sớm thì muộn. Ở dưới chúng ta có pay of cup, người đưa tin cấp, chúng ta có ba gậy nè, nãy mình nói chính xác là ba gậy nè, có người thứ ba nè, và tám cốc một lần nữa này. Các bạn có hai lần tám cốc. Đối với cái trường hợp này thì ba lá ở dưới thì nó lại cho mình một cái cảm giác, đó là mình nghĩ rằng trong hai bạn có một người xem đây giống như là một cái duyên hội ngộ, giống như là một cái tình cảm thoáng qua, hoặc là một cái gì đó nó chỉ là nhất thời, một cái gì đó theo kiểu giống như là tình yêu. Mình cảm giác một trong hai người không có tin lắm người còn lại nghiêm túc trong cái mối quan hệ này, họ tin nó là chỉ là gió thoảng mây bay, họ chỉ nghĩ rằng là liệu nếu chúng ta đến với nhau thì đây sẽ là gắn kết với nhau được bao lâu, hay là nó chỉ là một cái tình cảm mà bông đùa hời hợt. Rồi mình cảm giác trong đây có một số bạn á, thì chỉ cảm giác là muốn quen một cái, thà không quen cái người này để quen một cái người khác có khi còn bền lâu, có khi còn chặt hơn, có khi còn vui vẻ hơn là cái mối quan hệ này. Bởi vì trong cái mối quan hệ này nó có quá nhiều sự thiếu tin tưởng. Mình thấy cái người ở bên đây nè, họ cầm cái ly như thế này, và kiểu giống như là ta vẫn cầm cái ly đây và ta vẫn đang hân hở, tức nghĩa là họ vẫn sống cuộc sống của họ rất là bình thường. Người này với người này giống nhau, mình cảm thấy kiểu giống như là ta vẫn sống cuộc sống của tao thôi, tao vẫn có làm những cái thứ mà tao muốn, và tao vẫn biết là mày có tình cảm với tao, nhưng mà có thể tao không có tình cảm với mày và tao đã thể hiện rõ chuyện đó với mày rồi. Còn cái người bên đây á, thì họ biết rằng cái người này không có tình cảm với mình, nhưng nó giống như kiểu cứng đầu á bạn, kiểu giống như là mày không thích tao nhưng tao thích mày. Nhưng mà kiểu giống như là bản chất họ cũng biết là người này không thích họ rồi, thành ra họ nói giống như là chị thay thôi, bây giờ mình không nên đầu tư vào tình cảm người này nữa, mình vẫn có những người khác thích mình nè, tại sao mình vẫn cứ quan tâm tới người này. Giống như ở đây, giống như là người này nè, người này là có hai cái cô nữ kế bên, nhưng mà nhiều khi người ta thích nam. Ý đây mình không nói là về đồng tính ha, nhưng mà kiểu giống như là đơn giản là
cái người này họ chỉ quan tâm đến cái người này thôi, mặc dù xung quanh họ vẫn có ong bướm, vẫn có những mối quan hệ khác. Nhiều khi bản chất có thể là cái người này có một cái vị thế, có một cái vai trò, nhiều khi trong hai bạn có sự chênh lệch với nhau về giai cấp. Nghe giai cấp thì nghe hơi ghê quá, nhưng mà kiểu như có sự chênh lệch với nhau về giàu nghèo, có sự chênh lệch với nhau về xuất thân, có thể là một người là công tử còn một người chỉ là một nàng thơ thôi, hoặc là một người là một một cái người có học thức cao và một người chỉ là một người buôn bán hàng rong thôi. Tại vì mình thấy ở đây có một cái sự chênh lệch, và cái người này nhìn cái người này theo kiểu giống như là tại sao những thứ mày thiếu là những thứ tao có mà mày không thích tao, trong khi tao sẵn sàng chu cấp, sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng báo bọc, chở che, sẵn sàng quan tâm cho mày mà mày không chọn tao. Mà mày có thấy không, những người này họ luôn luôn bu tao, họ luôn luôn thích tao mà tại sao mày thì không? Mình cảm giác họ rất là thắc mắc. Và người này càng cố gắng thể hiện ra rằng họ thích bạn, họ muốn bạn, họ có bạn, họ muốn sở hữu bạn. Thật ra trong cái suy nghĩ giữa hai bạn với nhau á, mình thấy nó giống như mình nói ngay từ đầu rồi, hai bạn không có cùng suy nghĩ. Cái người này thật ra cái thứ họ cần là cái cốc Page of Cup, là người sống bằng cảm xúc. Có cảm xúc thì có yêu, không có cảm xúc thì không có yêu đương gì hết. Tôi chỉ cần yêu thôi, còn tôi yêu ai đó là chuyện của tôi. Còn cái người này á, ở trên là kiếm, ở dưới là cốc. Họ vẫn là một người sống lý trí, tức nghĩa là họ muốn yêu người họ yêu, chứ họ không muốn yêu một cái người mà họ không yêu. Nghe thì nó giống á, nhưng mà thật ra ở đây là muốn, còn ở đây là khao khát. Giống như giữa cần và muốn vậy á, cái cần là cái không thể thiếu, nhưng cái muốn là cái có thể có thể không. Thì mình cảm giác đây là cần, còn đây là muốn nè. Còn trong cái cặp bài mà đi từ trên xuống á, thì mình cảm thấy cái người này á, cái người đầu tiên này á, có thể họ giống như mình nói, họ đang trong một cái thời gian chữa lành, họ vừa qua chuyện cũ, hoặc là họ đang cảm thấy thiếu sự tin tưởng trong mối quan hệ này. Họ cảm giác trong đây có quá nhiều sự phức tạp, họ nghĩ rằng cái tình cảm này không đi được tới đâu, nên họ chọn cách là thà không bắt đầu còn hơn. Đối với cái người bên đây thì khi bài đi từ trên xuống á, thì mình lại cảm thấy là người này họ vẫn còn hướng về mối quan hệ này, họ vẫn còn muốn đầu tư, vẫn còn muốn bỏ công bỏ sức vào mối quan hệ này, họ vẫn còn một cái sự kỳ vọng nào đó ở đây. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là đôi khi họ không biết rằng họ phải kỳ vọng, phải chờ đợi, hoặc là phải theo cái mật đuổi cái mối quan hệ này đến bao giờ, hay là họ nên chọn một cơ hội khác. Còn cái cặp bài chính giữa thì mình cảm thấy ở đây nó có quá nhiều sự lựa chọn. Ở trên là năm kiếm, hai con thiên nga. Người này không biết là nên bay theo con này hay bay theo con này, họ đang tự hỏi mình. Ở dưới đây là ba gậy, có một người phụ nữ, có ba người đàn ông, tôi nên chọn người đàn ông nào? Chọn người đàn ông có cây gậy bự nhất, hay là chọn người đàn ông giàu có, hay là chọn người đàn ông 30 phút, hoặc là người đàn ông 60 phút, hoặc là chọn người đàn ông bằng cầm tay. Nói chung là mình cảm thấy ở đây nó có quá nhiều sự suy nghĩ, quá nhiều sự đắn đo, và chưa hề có một câu trả lời, một cái sự nhất quán nào hết. Thì mình thấy ở đây cái mối quan hệ này nó còn nó chỉ nằm ở hàng ngang vậy nè. Bạn đang nằm ở một cái ngã rẽ, và cái ngã rẽ này nó sẽ rẽ đi đâu thì mình chưa biết. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tuổi số 2. Xin chào các bạn chọn tuổi số 3 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Bây giờ thì ánh sáng quá là tốt, trong khi hai tụ hồi nãy thì ánh sáng thấy mà ghê. Để coi hai người có cùng suy nghĩ với nhau hay không. Chúng ta có Magician. Ôi cái đây là một cái lá bài hồi nãy mình xào bài nó bị rớt ra, xong rồi mình bỏ vô mình xào lại, rồi cuối cùng nó cũng lòi ra. Thật là vi diệu. Emperor, bài lớn thế. Nữ hoàng gậy. Hai bạn có cùng suy nghĩ với nhau hay không hả? Theo bạn thì sao? Chứ theo mình thì mình thấy là cùng đó. Đùa. Thật ra hai bạn là hai người có suy nghĩ khác nhau, khác nhau nhưng mà lại giống nhau. Cái tụ ba này nó giống như cái mùi của tụ một nha, nhưng mà cái mùi của tụ một đó là hai người suy nghĩ giống nhau nhưng mà khác nhau, còn của bạn là hai người suy nghĩ khác nhau nhưng mà giống nhau nha. Nó hơi ngược lại. Tại sao mình lại nói như vậy? Để mình nói cho bạn nghe. Cái người này nè là cái người thương cái người này, nhưng mà chỉ thầm thương trộm nhớ. Tất cả tình thương đều để trong bụng ha. Con mẹ này là một người cũng thương cái thằng này, và tất cả tình thương của bà chỉ để trong đầu bà thôi. Một người để trong bụng, một người để trong đầu. Cả hai người này có thương người còn lại không? Có đó. Nhưng có nói cho người còn lại biết không? Không. Và cả hai người đều chọn cách im lặng. Vì thật ra là giống nhau hay khác nhau? Là giống nhau đấy, nhưng khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ nào? Magician là người rất là lý trí, là một người rất là thực tế. Người này là một người rất là giữ hình tượng, là một người mình cảm thấy họ thà chết bỏ bụng sống mang theo còn hơn là nói ra.
Còn đối với cái người nữ này, thật ra họ rất 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 là muốn nói, họ khao khát được nói ra. Nhưng vì sao họ không nói? Bởi vì họ không biết rằng thằng này nó có thích bả hay không. Bả này cũng sĩ diện, bả cũng rất 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 là quan tâm tới cái gọi là lỡ mà nếu mà nói ra sai thì nó mất cái mối quan hệ này, lỡ mà thổ lộ tình cảm ra mà nó không đúng như vậy á, rồi biết mặt mũi để đâu. Thật ra người này không phải là mặt mũi để đâu hay kiểu như là sĩ diện, mà là họ sợ rằng cái tình cảm này nói ra rồi nó không còn lấy lại được, giống như một cốc nước tát đi không nào hứng lại được. Và họ 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 sợ là nếu bây giờ nói ra nó sẽ phá vỡ đi nhiều thứ. Bởi vì trong cái magician này mình cảm thấy có một cái sự, giữa giữa người này với người này có sự liên kết với nhau về 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 mình cũng không biết gọi nó là cái gì, dĩ nhiên mình cũng không định nghĩa được, nhưng mà mình thấy giống như hai người này có những cái trực giác rất là mạnh, có những cái cảm giác về nhau mà đối phương cả hai bên đều cảm nhận được. Giống như là gì thì câu gì trong Thí Kiều, gì tình trong như đã, mặt ngoài còn e, phải không ta? Đại loại nó là nhìn thấy nhau là biết người còn lại thích mình rồi, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là không có một cái động tĩnh nào hết. Emperor mặt lạnh như tiền. Và mình thấy đó là lý do tại sao mà mình nói hai người này khác nhau mà giống nhau. Nó khác ở chỗ đó là người này thật ra họ magician là người, nếu nha, nếu một trong hai người này, nếu mà cái bà này bà chịu thể hiện rõ ra, quan tâm cụ thể hơn và chịu manh động hơn, thì có thể ông magician này ông sẽ nghĩ lại là mình có nên cân nhắc hay không. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là cái ông magician này ở trên cái đôi cánh của ông thật ra nó cũng đã có mấy con chim, rồi. Có thể là một trong những trường hợp đó là người này đã có người yêu, người này đã có một cái sự lựa chọn nào đó, họ có bồ nhí hoặc là bồ chính kho, nói chung hoặc là nó bồ nhí là hơi sai, tức nghĩa là họ đã có đối tượng rồi. Còn cái người phụ nữ này á, hoặc là cái người này, họ cũng biết là cái ông này cũng có nhiều đối tượng hoặc là đã có sự lựa chọn rồi, nên kiểu giống như bây giờ á, đó là cái câu chuyện này nó giống như câu chuyện của tiểu tam, nhưng mà tiểu tam ngoài ngoài ý mong muốn các bạn, kiểu giống như là người này thích người này, người này thích người này, nhưng mà một trong hai người này đã có người thứ ba và cái mối đã có người yêu, và mối quan hệ của họ cơm không lành canh không ngọt và bỏ không được mà thương không xong. Mà bây giờ kiểu giống như là có thưa tình cảm với người mới mà tiến không được, mà lui cũng không được, tại vì cái người mới á, thì họ cũng biết luôn cái tình trạng như vậy, bước vô thì thành tiểu tam mà bước ra thì không cam tâm. Mình cảm giác trong cái mối quan hệ này có quá nhiều cái rào cản. Mình thấy trong cái magician này, cái người này thật ra họ cũng muốn quay về cái phía người này, nhưng mà cái người này, hai người này đều có cánh nha, bà này cánh bướm mà còn ông này là cánh đại bàng, thì kiểu giống như ông này bay nhanh quá, bà này bay là không có lại á, bà này chỉ bay giống như là chim bướm chỉ bay lạ dưới đất thôi, còn đại bàng là nó bay mốt chỉ trên cao giống như là bay ngoài khung hình luôn. Còn kiểu giống như là bà này là bà cứ ngước lên, mà thấy không, cái hướng bài nè, ngước lên thấy rõ. Và mình kiểu giống như mình thấy bây giờ không biết làm sao á, kiểu giống như bây giờ bướm nó muốn bay lên trời cao á, thì nó bay cũng không có nổi, gió lớn quá xé nát cánh hết. Còn ông nội này ổng bay trên trời mà ổng bay ngoài khung hình luôn rồi, bay ngoài khung hình bây giờ không có bay xuống được. Thì mình thấy có một cái khoảng cách, trừ khi bà này bà bắn gục ông này, nhưng mà mình cảm giác bà này không bắn, tại vì trong cái suy nghĩ của bà này đó là nếu yêu tôi thì anh hãy bay xuống, bởi vì tôi là người bay ở dưới, tôi không thể bay cao lên được. Thì người có thể bay thấp xuống, đại bàng có thể bay thấp xuống, nhưng bướm không thể bay lên trời cao. Thì mình cảm giác giống như là bà này biết như vậy, bà muốn nói ông này, nói một lời đối với ông này là như vậy, nhưng mà bà cũng không nói được, tại vì bà ở dưới mà bà nói có được đâu. Thành ra mình thấy cái ông này, cái mấu chốt nằm ở bên cái người này. Thành ra trong cái mối quan hệ giữa giữa bạn với họ, hoặc là giữa giữa hai người với nhau, mình thấy mấu chốt nằm ở một bên, nhưng mà bên còn lại có nhận ra được cái mấu chốt đó hay không mới là vấn đề. Giống như mình nói trong cái mối quan hệ giữa hai người này, có một người có một mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt ngọt với một cái đối tượng thì không chia tay, nhưng mà cũng còn quen tiếp. Thì bây giờ giống như người này giống như muốn bắt cá hai tay vậy đó. Dĩ nhiên nó không phải là bắt cá hai tay, nó không phải là một tay rổ đầy cá, mà là bây giờ người này không buông bỏ được. Cái vấn đề của họ là không chọn được, và bởi vì họ không chọn được nên người người này không tới được và người kia cũng không lui được. Và mình thấy họ cứ trăn trở một cái gì đó ở đây. Hoặc nếu đây không phải là mối quan hệ của chuyện tay ba, mà là mối quan hệ của một người có công việc, cuộc sống, có một cái gì đó trách nhiệm với gia đình, với bản thân, họ còn muốn phát triển sự nghiệp, họ suy nghĩ nhiều về thực tế, họ muốn có một cái mối quan hệ mà ở đó nam nữ không bình đẳng. Tại vì magician ở đây là người, mình cảm thấy là họ muốn có một cái người đứng ở phía sau làm hậu phương, một người yêu thương, một cái người nghe lời. Còn cái bà Queen of One là một người có cái tôi, họ muốn được sự tự do, họ muốn kiểm soát, họ muốn được làm cái họ thích và họ muốn có một không gian riêng. Thì cả hai người này đều có một cái tôi mạnh mẽ, và Emperor đây là không hòa quyện vào nhau được. Bây giờ mình sẽ coi ba lá dưới nó sẽ như thế nào ha.
chúng ta có chính tiền nè, chúng ta có nè năm năm cốc nè, đúng là có người thứ ba rồi, và chúng ta có ba tiền, được rồi, chúng ta có ba tiền, vẫn có lời thị phi, có lời ra vào, có lời ra lời vào. Thật ra trong cái bài này lên á thì mình thấy ở đây cái này nha, trong cái lá chính tiền này nha, bạn nhìn đi, nó không có thấy lấy nét được ở đó này, bạn thấy không, ở đây có một cái người đứng nhìn một cái cặp này, thành ra mình vẫn thấy là trong cái mối quan hệ giữa bạn với họ, giữa hai người với nhau á, cái suy nghĩ một người là suy nghĩ theo kiểu giống như là tôi biết rằng anh còn tình cảm với cô ta, hoặc là em và anh biết rằng em còn tình cảm với người đó, nhưng mà có bao giờ em hoặc là anh nhìn thấy rằng em cũng đang có tình cảm với anh, hoặc là anh vẫn đang có tình cảm với em hay không? Tại vì mình cảm giác cái người này họ đặt những cái câu hỏi rất là nhiều về việc là tình cảm của bạn dành cho họ là như, của họ dành cho bạn là như thế nào. Họ muốn có một câu trả lời. Còn cái người này họ vẫn thể hiện ra cái sự thu hút của họ với những người xung quanh, với những người phụ nữ xung quanh, và kiểu giống như là ông này ông cũng chưa có muốn chốt hẹn cuối cùng là chọn ai. Họ ổng vẫn cứ như thế, giống như là tôi vẫn biết cô thích tôi, nhưng mà kiểu giống như là tôi vẫn còn sự lựa chọn khác, và sự lựa chọn khác đó nó không có mang đến một cái sự thỏa đáng cho bản thân người này. Người này họ vẫn biết rằng bạn nhìn họ đó, nhưng mà họ vẫn nhìn về cái người này, và có thể trong cái mối quan hệ này có một cái nỗi sợ gì đó liên quan đến chuyện gọi là đập chậu cướp bông, hoặc là thị phi, hoặc là lời ra lời vào. Tại vì mình cảm thấy khi mà mình kéo ba cái lá dưới đây, mình thấy một bầu trời thị phi luôn. Mình thấy kiểu giống như là nếu bây giờ chúng ta tới với nhau thì liệu chúng ta có yên thân yên phận với nhau hay không. Mình cảm thấy giống như là ở đây là cái người này nè, họ nhìn vô, họ tự nhìn thấy câu chuyện của họ, họ nói là bây giờ nếu mà bây giờ họ bay vô, họ xé xác cái con áo xanh lá này ra, thì liệu họ có chiếm được người đàn ông áo xanh này hay không, hay là họ sẽ là chỉ là một cái người được mang danh tiểu tam phá gia đình gia can người ta, hoặc là kiểu giống như là bay vào gặp chậu cướp bông. Thành ra người này, đơn giản một cái nữa là người này là magician, họ là người có học thức này nha, họ là người sống rất là nguyên tắc bài bản, họ là người có sĩ diện nữa. Thành ra họ cũng cảm thấy giống như cái việc mà họ bước vào thâm tâm họ không cho phép, thành ra họ cứ đứng ở đây họ dòm, nhưng mà dòm mà không cam tâm. Còn cái người bên đây, Queen of One với ba tiền, người này á thì có tình cảm nhưng mà lại không chắc, mà cái tình cảm này giống như mình nói, người này họ có tình cảm với người này nhưng mà họ không có chắc. Không chắc này có hai nghĩa luôn, không chắc này là không chắc người này có tình cảm với họ không, tại vì người này họ không có biết là, hoặc là không có chắc là cái người này có tình cảm với họ. Cái thứ hai nữa là họ cũng không có dám chắc rằng cái người này có phải là cái sự lựa chọn mà họ muốn hay không. Họ vẫn tin rằng họ có nhiều sự lựa chọn khác, giống như ok không quen được đại bàng thì tao quen chim chỉ, tao quen chim sẻ, tao quen bồ câu, tao quen gà cũng được, vịt cũng được, tại vì tao cũng là chim thôi, đại loại thì nói chung thì nó cũng là ngang ngang tầm nhau. Tại vì mình cảm giác người này muốn có một cái gì đó nó tầm tầm ngang ngang nhau, nó được cao quá, nó ngoài khung hình quá, không có lấy nét được, không có lấy hình được. Thì mình cảm thấy giống như là cái người này á, họ thật sự sợ rằng họ sẽ bước sai một bước, giống như là ngày trước họ đã chọn một người và họ thấy họ chọn sai rồi, nhưng mà bây giờ để chọn một lần nữa mà lỡ chọn sai nữa họ không đủ can đảm. Và mình cảm thấy ở trong cái cặp bài này nè, có Emperor với Năm Cốc ở đây á, mình thấy câu chuyện này vốn dĩ là có thị phi, không phải ít đâu mà nhiều nữa. Và mình nghĩ giống như là cái người này nè, họ sợ thị phi, họ không có dám đối mặt với thị phi, họ không, hoặc là có thể đây là một câu chuyện tình cảm mà ở đó người này họ không dám thật lòng với cái cảm xúc bên trong của họ. Họ nghĩ rằng, họ tin rằng, họ cho rằng giống như là thà mình giấu giếm cái tình cảm này vào trong còn hơn là mình lộ nó ra ngoài, thà mình che đậy nó hết, thà mình không tiết lộ tình cảm này ra, thà mọi chuyện nó cứ như vậy. Tại vì mình thấy hai người này suy nghĩ giống nhau lắm, thà chết đi, thà dẹp cái tình cảm nó xuống, thà nén nó xuống, thà để cho mọi chuyện nó trôi đi một cách kiểu giống như là hững hờ theo thời gian, còn hơn là để lộ nó ra, để rồi lộ nó ra nếu không đúng như vậy thì tôi mất hết, người này mất cái gia đình của họ, mất cái những cái họ đang có, người này mất hết những cái danh vọng địa vị và những cái sĩ diện mà họ có, những cái thứ mà họ đã xây dựng lên, cái mối quan hệ này xây dựng nó bị một cái rào cản về khuôn khổ, về trách nhiệm, về bổn phận, về danh vọng địa vị, hoặc là đơn giản giống như là họ không vượt, họ không dám liều thoát ra khỏi cái vùng an toàn của họ, họ không dám sống thật với cảm xúc của họ, và họ sợ những cái lời biêu rếu, họ sợ những cái lời không hay. Và mình thấy giống như là trong cái câu chuyện này, giống như cái này gọi là có duyên á, mà không có đến được với nhau, hoặc là kiểu giống như là hai người này kiểu giống như là đều có những cái cảm xúc, cảm giác mà không có thổ lộ ra hết được. Vấn đề nằm ở chỗ là làm sao để thổ lộ, nhưng mà mình cảm thấy khó lắm, mình cảm giác cả hai người đều có những cái khó riêng, và đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tuổi số 3.